Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 15 tháng 5 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ tự soi, tự sửa. Vụ Alibaba, Nguyễn Thái Luyện bị đề nghị y án chung thân. Ông Trần Hùng sắp hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ 300 triệu đồng. Bắt được nghi phạm tấn công chủ tịch phường nguy kịch. Chính phủ Anh sẽ chuyển hàng trăm UAV tấn công tầm xa cho Ukraine. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 15 tháng 5, hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban chấp hành Trung ương đối với các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa 11 đến nay. Mục đích là để thể hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, giúp các cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm, tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba. Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Luyện, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, bị cáo Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính trong vụ án gây ra hậu quả đặc biệt lớn 2.446 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo hồ sơ và tài liệu có trong vụ án, thì kết quả định giá thể hiện tài sản của bị cáo này chỉ còn 1.600 tỷ đồng, trong khi thiệt hại cần khắc phục còn lại là hơn 800 tỷ đồng, vẫn còn rất lớn, nên cấp sơ thẩm tuyên hình phạt chung thân. Đối với bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện, tương tự như bị cáo Luyện, là bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo có chủ mưu, số tiền còn lại cần khắc phục còn rất lớn. Về tội rửa tiền, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Mai vẫn chưa nộp số tiền 12 tỷ đồng nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị không chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Luyện và Mai, đề nghị tuyên y án sơ thẩm, bị cáo Luyện chung thân, vợ Luyện 30 năm cho cả hai tội. Dự kiến vào ngày 31 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang, thường gọi là Trang Nemo, và 4 đồng phạm gồm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Nhật Minh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 là ông Nguyễn Nhật Tân. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, vụ án từng được Tòa án Nhân dân quận 1 đưa ra xét xử nhưng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của bà Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với những người gây thương tích cho bà. Đến giữa tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 hoàn tất cáo trạng và giữ nguyên quan điểm truy tố. Theo công văn của Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật do vụ việc trên đã gây ra ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm nay 15 tháng 5 có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm theo đơn của gia đình ông VTT, tên viết tắt, ngụ tại xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Trong đơn, gia đình ông T tố cáo ông Hoàng Thanh Trung, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tuy Đức và ông Cao Xuân Thủy, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức đã nhận 80 triệu đồng của gia đình. Theo thông tin ban đầu, ông T là bị can trong vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Ông T cho biết, ngày 4 tháng 6 năm 2021, vợ ông có nhờ người quen đưa cho ông Trung số tiền 80 triệu đồng để lo cho ông được tại ngoại. Đến tối mùng 10 tháng 6 năm 2021, ông Trung đến nhà tôi và nói rằng ông Cao Xuân Thủy cầm hết số tiền 80 triệu đồng này và không đưa lại cho lãnh đạo Viện Kiểm sát huyện Tuy Đức. Ông T cho hay, ông Trung nói với tôi về việc nhận số tiền 80 triệu đồng trên để lo tại ngoại cho tôi, nhưng chia chác không đồng đều.
Toàn bộ cuộc nói chuyện này đều được người thân gia đình tôi ghi âm lại và nộp kèm theo đơn tố cáo cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tháng 7 năm 2022, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trưng cầu giám định dữ liệu điện tử tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa ra quyết định đưa vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả ra xét xử vào ngày 31 tháng 5 tới đây đối với 36 bị cáo về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng giả, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị cáo Trần Hùng, cựu tổ trưởng tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường bị truy tố và đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Ba cựu cán bộ đội quản lý thị trường số 17 bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Duy Hải bị đưa ra xét xử về tội môi giới hối lộ. Nhóm còn lại gồm Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty Phú Hưng Phát bị truy tố và đưa ra xét xử về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hơn 9,4 triệu quyển sách giả các loại liên quan nhà xuất bản giáo dục, trị giá in trên bìa hơn 260 tỷ đồng. Sau đó bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây, Hải gọi điện để ông Hùng nói chuyện với Thuận, nghe cụ thể hướng dẫn về cách khai báo về nguồn gốc số sách, từ sách mua bị thu giữ sang sách do người khác mang đến ký gửi. Quá trình điều tra, bị cáo Trần Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Gia đình bị cáo Hùng cùng luật sư cũng đưa ra những dữ kiện để cho rằng ông Hùng không hề nhận hối lộ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng căn cứ lời khai của những người khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại, có đủ cơ sở xác định Trần Hùng đã phạm tội nhận hối lộ. Theo dự kiến, ngày 17 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo là cựu đại úy Lê Thị Hiền, 40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội và 17 người khác về tội cướp tài sản. Bà Lê Thị Hiền là cựu đại úy công an, từng mắng chửi nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất vào hồi tháng 8 năm 2019. Sau hành vi trên, bà Hiền bị kỷ luật giáng cấp từ đại úy xuống trung úy rồi cho xuất ngũ. Trước đó vào hồi tháng 9 năm 2022, bị cáo Hiền bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa Hà Nội tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh, 17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù. Cáo trạng cho biết, năm 2019, bà Hiền và Vũ Anh Hoàng, 31 tuổi, quê Quảng Ninh, Nguyễn Đức Thăng, 30 tuổi, trú tại Hà Nội, cùng góp hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Long trên đường Tô Đức Thắng, quận Đống Đa, để kinh doanh đồ uống bóng cười. Qua quá trình kinh doanh, các bị can đã lên chương trình hoạt động cho quán nhằm thu lợi nhuận cao, đồng thời dùng chiêu trò dụ khách đến, đưa các dịch vụ của quán. Sau đó, nhân viên sẽ bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Cách thức này trong quán gọi là dí biêu. Cơ quan điều tra xác định từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, các bị can đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản chiếm đoạt hơn 84 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Rạng sáng ngày 15 tháng 5, căn nhà của ông Nguyễn Văn Sinh, 63 tuổi, ngụ đường Cao Bá Quát, thuộc phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bất ngờ bị ô tô tông sập tường, bung cửa sắt. Chiếc ô tô để trong nhà cũng bị tông. Theo camera ghi lại, khoảng 1 giờ sáng ngày 15 tháng 5, một ô tô 5 chỗ bất ngờ lùi ngang đường với tốc độ cao đã tông thẳng vào nhà ông Sinh. Ngay sau đó, ô tô này nhanh chóng chạy đi. Sau khi vụ việc xảy ra, một thanh niên đã quay lại hiện trường và tự nhận mình là người đã điều khiển lùi ô tô vô tình tông vào nhà ông Sinh. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân. Sáng 15 tháng 5, công an xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang xác minh làm rõ vụ một nhóm gồm 6 người đã đến đập phá hư hỏng nhiều tài sản của gia đình bà cụ Lương Thị Dưa, 83 tuổi, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo người dân, nhóm thanh niên đi trên xe máy đến đầu hẻm nhà bà Dưa. Lúc này một người cao to cầm hung khí đi vào hẻm, kêu người trong nhà nhưng không có tiếng trả lời. Người này tự động mở cửa đi thẳng vào tận thềm nhà la lối lớn tiếng. Gần 2 phút sau, người này đập cửa kính nhà bếp, đồng thời đập khóa đi vào trong phòng khách, tiếp tục phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị. Do gia đình vắng người, nhóm người này sau đó rời khỏi hiện trường. Gần 1 giờ sau, công an xã có mặt ghi nhận sự việc. Công an tỉnh An Giang ngày 15 tháng 5 đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt, 18 tuổi, để điều tra về hành vi giết người, và Lưu Nhật Huy, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, về hành vi che giấu tội phạm. Thông tin ban đầu, trong lúc điều khiển xe,
giữa Kiệt và PHK, tên viết tắt 14 tuổi, đã xảy ra mâu thuẫn nên Kiệt rủ Huy đi tìm K. Sau đó, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Huy đến khu vực ấp An Quế, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, thì thấy K đang điều khiển xe. Kiệt liền chặn đầu xe của K và hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiệt dùng hung khí tấn công khiến K tử vong. Sau khi gây án, Kiệt kêu Huy chở đi trốn. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Kiệt cũng bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thành Trung, huyện Chợ Mới. Trưa nay ngày 15 tháng 5, nghi phạm tấn công ông Võ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Nghi phạm là Võ Trọng Tối, 65 tuổi, ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Sau khi gây ra vụ việc, ông Tối đi xe máy trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó bị lực lượng chức năng tổ chức truy xét bắt giữ. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông Võ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu bị một người đàn ông dùng hung khí tấn công. Ngay sau đó, ông Duy được người thân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Tèo, sinh năm 1986, thường trú khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tối ngày 14 tháng 5, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Xuân bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà. Qua kiểm tra phát hiện trong túi quần của Lý Văn Tèo có một bọc ni lông, bên trong có 27 đoạn ống hút chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu, Tèo khai nhận 27 đoạn ống hút này là ma túy đá, cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời. Còn hai người khách trong sân cùng khai nhận là người nghiện ma túy đá, đến gặp Tèo để mua ma túy về sử dụng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 3 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng. Tèo khai nhận là ma túy đá. Thông tin quốc tế nổi bật ngày 15 tháng 5 sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Chính phủ Anh thông báo sẽ chuyển hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa với phạm vi hoạt động hơn 200 km cho Ukraine. Chính phủ Anh ngày 15 tháng 5 cho hay, hôm nay Thủ tướng Rishi Sunak sẽ xác nhận việc Anh cung cấp thêm hàng trăm tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái UAV. Trong đó, có hàng trăm UAV tấn công tầm xa mới với phạm vi hoạt động hơn 200 km. Tuyên bố được đưa ra ngay trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến nước này để hội đàm với Thủ tướng Sunak. Tuyên bố nêu thêm, tất cả khí tài này sẽ được chuyển giao trong những tháng tới khi Ukraine chuẩn bị tăng cường khả năng chống lại lực lượng Nga. Hiện chính phủ Anh chưa nêu rõ tên hệ thống họ sẽ chuyển giao. Ngày 14 tháng 5, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Marco Mendicino, Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada cho rằng có thể nói nhiều đồn cảnh sát Trung Quốc đang hoạt động ở Canada. Quan điểm trên của ông Mendicino được đưa ra sau 2 tháng kể từ khi cảnh sát Canada cho biết họ đang điều tra về hai trung tâm cộng đồng ở thành phố Montreal bị cáo buộc được sử dụng để làm đồn cảnh sát Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, ông trả lời đài CTV, tôi tin tưởng rằng cảnh sát Hoàng gia Canada đã có hành động cụ thể để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài. Và nếu có các đồn cảnh sát mới mọc lên, cảnh sát sẽ tiếp tục có hành động quyết liệt. Vào tháng 3, cảnh sát Canada cho biết họ đang điều tra hai trung tâm cộng đồng ở Montreal. Cảnh sát cho rằng hai trung tâm này dùng để đe dọa, quấy rối người Canada gốc Hoa. Đầu tháng 5, báo chí Canada đưa tin hai trung tâm này hoạt động lại bình thường. Ngày 15 tháng 5, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Cao Kim Hôn cho biết, nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 sẽ tiếp tục tiến hành tham vấn một cách toàn diện và có sự tham gia với các bên liên quan nhằm hoàn tất văn kiện quan trọng này. Cụ thể, lãnh đạo ASEAN yêu cầu văn kiện này phải duy trì được vai trò trung tâm của ASEAN và giúp ASEAN điều hướng trong một môi trường địa chính trị và địa kinh tế phức tạp, duy trì các nguyên tắc được ghi trong hiến chương ASEAN, đảm bảo ASEAN linh hoạt, quyết đoán, thích ứng nhanh, tự cường và lấy người dân làm trung tâm trong xử lý các vấn đề mới nổi. Ngoài ra, văn kiện cũng phải lấy ổn định làm nền tảng và theo đuổi mục tiêu phát triển dài hạn, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo mục tiêu đưa ASEAN trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đi đúng hướng. Bên cạnh đó, tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 cũng cần đảm bảo thu hẹp khoảng cách phát triển, sự độc lập về tài chính và tăng cường kết nối, đồng thời duy trì chương trình nghị sự ưu tiên về phát triển bền vững và giúp ASEAN đạt được những kết quả cụ thể. Theo hãng tin Yonhap, Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc cho biết, vào sáng ngày 15 tháng 5, theo giờ địa phương,
đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,5. Đây là trận động đất mạnh nhất từ đầu năm tới nay tại bán đảo Triều Tiên và khu vực biển lân cận, và là trận thứ 35 tại cùng khu vực này trong vòng 3 tuần qua. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại. Nguy cơ xảy ra sóng thần cũng được nhận định ở mức thấp, xét theo quy mô của trận động đất. Tuy nhiên, các chuyên gia không loại trừ khả năng một trận động đất mạnh hơn sắp xảy ra. Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, động đất xảy ra ở vùng biển cách thành phố Donghi, tỉnh Gangwon, 52 km về phía đông bắc, ở độ sâu 32 km, sâu hơn các lần trước đó chỉ vào khoảng 10 km. Không chỉ người dân tại Donghi mà các thành phố lân cận và nhiều khu vực khác cách xa tới 110 km ở phía đông nam cũng cảm nhận được rung chấn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ ngày 15 tháng 5. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!